Dạ, công xe Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú và bạn vô luôn. Hôm mai dưới Nguyệt Quế. Và mình đi dài dài mình review một số cây rồi mình vô clip cho cô chú mình xem ha. Đây là những hôm mai Nguyệt Quế. Có số cây đã thành phẩm rồi cô chú mình. Thì đã mất thời gian thì mình vô clip đi rồi quay kỹ cô chú chị mình xem rồi mình đồng ý cái nào liên hệ tiếp cho anh Tấn luôn. Dạ rồi, dạ. Cho anh Tấn ạ. Em chào kinh bông cao xa Cần Thơ, chào cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay thì em có được 7 phôi mai vàng với 2 cây tứ quý, mong giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0933 890474, cũng là số Zalo cô chú anh chị. Thì rồi, mình vô cây số 1 ha. Mình bước đầu tiên là vô cây số 1 ha. Dán thú nha. Còn mai vàng dán thú. Đế đặt ha. Chưa đem lại, đế. Cục đế. Quá kẹo luôn. Mai đẹp. Sổ. Sổ cao. Đế là khỏi tre, bên nào này cũng kẹo chứ. Cây này nó sống khỏe dữ lắm rồi cô chú anh chị. Về đặt xuống là ok luôn á. Đây là chi cạnh nó có đầy đủ luôn. Dạ, có đầy đủ. Đây ra tường cái thông số ha. Cao là 1 mét. Chiều cao 1 mét. Hoành là 26. Đó, hoành 26. Có chỗ nở. Cũng nở cũng nở ha. 68 ạ. Rồi để đặt luôn. Rồi để đặt luôn. Để đặt. Này 1m4. Đo đầu sổ luôn anh, sổ cao lắm. Chắc có luôn gần 3 tấc hơn. Sổ 33. Sổ thẳng 33. Để cô chú anh chị yên tâm, khỏi che nhìn mình thấy nó che. Kẹo chứ. Sổ kẹo luôn. Cây này già cây, cái gì già cây? Già cây lắm, nó nu hết. Cái này nu thời gian sao có chừng nó lên sụ. Xong nó hơi giống như nu nu. Nó u nó mới ra. Mai vàng. Mai vàng. Cây này cây giảo luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 này em giao lưu với giá là 5,5 triệu á. Một phô mai giảo. 5,5 triệu cây số 1. À, cái sống khỏe nè, ra tược nhiều ha. Bao ship 200 km nha. Cánh bự. Để cái gốc cũ to. Dán sẵn luôn. Có dán sẵn. Dán thú. Chi cành cũng đầy đủ luôn. Được rồi. Dạ. Phép mình đổi cây ha. Dạ. Qua mã số 2 ha. Tục vào cái số 2. Cây dán nằm. Cây thần chậu luôn nha. Cây này thành phẩm mà. Cái chọc nó to, cái này tự nhiên ghim nè. Cây tàn ghim luôn á. Bông cũng đẹp, 5-7-9 cánh. Cây dáng bảo lai, dáng bay. À, vô dây, chỉnh sửa. Để cũng lực lực lắm. Cái này tán ngang là 1 mét. Này rất thần chậu. Cao là 60 ạ. Lá cũng ok. Hoành thân này là 30. Anh nói được. 30 ha. Hoành 30 tại dưới đó cô chú. Để rễ nó cũng ok, bự bự. Cành bay nó là 76. Đấy cũng đều lắm nha. Cái thần chậu cô chú. Cây thân chậu. Ok, sổ sổ bài bài á. Thì dài. Tàn nó cũng ấm ấm à, kinh kính nè. Rồi mã số 2 này em giao lưu với giá là 5 triệu ạ. Bao ship 200 km luôn. Cây số 2 5 triệu.
tại nó ra được cái gì là nó lâu hơn chứ. Dạ. Cây gọt cắt mình đổi cây qua cây số 3. Cây mã số 3 là một cây dáng bay nha, có cành phóng. Cái này cành phóng chứ không có. Một cây cành phóng nó chi cành nó đều luôn. Củ đế lực lắm nha cô chú anh chị. Để nó hơi sổ bự bài. Đều đầy đủ luôn. Cây này cắt ngang đây chơi lùng lực cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Này nhiều thứ thấy chơi luôn. Để đây đều gãy đều. Khá là đẹp mấy bạn. Này hình như nó trước nó chuẩn bị lên bể sụ hơi. Dạ. Hơi. Và cao là 1m4 ạ. Cành phóng từ thân ra là 75 ạ. Chi cành vành eo là 44 ạ. Ngay chân cái eo nhỏ luôn nghe cô chú anh chị. Xích sạch chạc nó bự lắm. Này tại nó chạc chạc khó đo. Vành đế là 150 ạ. Cộng ghế đế thôi thôi nó bọc bọc dạ. Bọc không. Nôm là 30. Đế nhịn lực ghê đi. Bóc cái góc này nó cũng mập đó, lực luôn. Rồi mã số 3 là em giao lưu với giá là 8,5 triệu. Điều tứ diện luôn. Chi là nó đóng đều hết nha chú anh chị. Nó bỏ đều hết. Bỏ đều. Cây này cũng cây giảo luôn nha. Thôi mày giảo. Rồi, thấy đẹp hết. Tới mã số 4. Số 4 một cây mai xù. Cây mai xù thành phẩm luôn nha cô chú anh chị. Thần chậu luôn. Cây em bao sống khỏe nha. Không hư, không thúi rễ, không. Nói chung là cây ok đó. Xương nó đều. Vô dây tạo dáng tròn đều hết rồi. Cái này là em mới vô dây à. Nước dây thứ hai. Quay vòng đế kìa. Quay chưa xong đế. Cục xù thôi. Lên xù cỏm hết trơn. Đế cũng rễ cũng ok đẹp luôn á. Cái sầu đế đẹp đều. Em coi cái đế trước ha. Đế này đều gan. Nó dày rất là đều. Thông số luôn. Giá cao là 88 ạ. Ngang là 76 ạ. Đó hai ba vị trí đi ha. Cái này cũng hơi khó. Ngay vị trí này là 54 nha cô chú anh chị. Vị trí này là gần eo sát gốc. Sát trên gốc. Trên rễ chút. Trên rễ nó hơi khó đó tại nó có cái ụt u. Đo cắn cái này. Đây đo cắn đó phải không? Dạ. Ấy gì lắm. Đo tốt trên này đi. Đây vị trí là 42. Đó, vị trí thứ hai 42. Dạ, là cách cỡ 3-4 phân là nha cô chú anh chị. Cây xù thành phẩm. Bông đẹp luôn nha. Bông 12 cánh luôn. 9-12 cánh luôn. Nói chung cây này là cây gin không có ghép nha. Cây gin bông đẹp mà gốc xù mà đế đều. Đế nở bự bự. Gần thì em giao luôn chậu, còn xa thì em rút chậu ra nha, bó bầu lại. Rồi giá mua xài đầy đủ luôn. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 13,500 ạ. 13,500 ngàn. Em phát triển là tốt hơn chứ. Gin mà bông nhiều cánh luôn. 9-12 cánh luôn. Đế đẹp luôn. Góc xù bự ha. Dạ rồi. Mã số 5 ha. Qua cái số 5. Đi một vòng giùm em lên.
này không quay được. Rồi, một cây giáng bay nha, cũng thành phẩm luôn. Cây này cũng bông 12 cánh nha, chín 12 cánh luôn. Cây ghim luôn nha cô chú anh chị. Để bắp bắp luôn. Dễ em quấu qua quấu lại là cái này nè, dễ quá trời em không dám bư ra. Nó thành chậu mà. Cứng hết rồi. Dạ. Dễ dễ ok. Đẹp. Cây khỏe nha. Tự nhiên mà để đẹp. Để khỏi che luôn. Cao là 1,5 m. Tán ngang 2 m. Cao rưỡi ngang 2 m. Nó có cành phóng là 1,3 m. Tàn nó kín. Đều, tàn đều luôn. Hoành là 38 ạ. Hoành đại trí 38. Hoành đế này cũng lớn nè. Có đế tròn do. Yeah. Ừ, đặt. Nó đế đặt. Khoảng 160. Này nè, đế đặt. Không ghé bự không? Chậu này hình như là chậu... Chậu 8. Chậu 8 ạ, lục giác nè. Mấy cây này là gần thì em giao luôn chậu, còn xa thì em rút bầu ra nha cô chú anh chị. Đã thêm chậu không? Dạ. Để phát triển tốt một cái cây ngắn siêu siêu mà có cành bay đầy đủ luôn, hồi đầu luôn, được đầy đủ luôn. Rồi, mã số 5 em giao lưu với giá là 12 triệu ạ. À. 2 triệu. Nở rễ bự bự không? Lực gom gom là điều chứ nè. Quấu quấu lại chia điều. Cái số 5. Cái yên. Cái hành này cái cành đẹp không đầy đủ luôn. Là này hết sửa sạc hết nước dây vô nhẹ. Nó ra có phơm đầy đủ. Rồi mà số 6 là một cây trực nha. Cây này cũng thành phẩm luôn nha. Bông cũng chín 12 cánh luôn, bông ghim, tàn ghim luôn nha cô chú anh chị. Dán trực luôn. Chi cành đều đầy đủ. Chi cành đóng đều hết luôn. Sắc sắc không? Đẹp ha. Cái này là nó lên xù nách trên nó u cục á. Nó đang bể. Đó. Cao là 1,3 m. Ngang là 1,1 m. Cầm 1,3 m ngang 1,1 m. Cái sổ cũng bự cao ha. Này sổ 30 ạ. Này không biết đường đo luôn. Hai vị trí đi ha. Cho cái độ nở nở. Nghe chỗ này ha. Đây cũng như cái cũ 49. 49. Đây là 42. Đây chỉ 42. Cái này còn nó còn nôm sâu lắm kìa cô chú anh chị. 87. Nó còn xuống nhiều lắm. Nôm đặt luôn. Nôm thẳng xuống đặt luôn. Kẹo luôn, to to mà. Nhìn không trống nha. Rất là đẹp ha. Điều gan luôn. Điều gan luôn. Cái nách này là lên bể xù. Lên cục á. Dạ. Nó lên nó bể ra hết. Ừ, đúng rồi. Nhưng còn đâm tược là nó bể ra. Để rồi mã số 6 đặt. Em giao lưu với giá là 14 triệu ạ. À. Cây số 6 14 triệu. Thình chậu cái ra tường. Cái thình chậu chậu to. Cây này nó nằm trong chậu 8. 87. Chậu 8, chậu 8, chậu 8 lọt lòng. Cây số 6 14 triệu thôi chứ. Đế cũ là khỏi chê luôn.
đặc sệt luôn, cái này quá đặc luôn. Rồi mình tiếp theo hả cô chú? Rồi mã số 7 là cây nằm đất nha. Cây này cũng cây dảo luôn nha cô chú anh chị. Cây tàn thông. Tàn thông. Cây tàn dù. Mình chơi tàn dù luôn cũng được. Đây đầy đủ luôn. Nó cao là khoảng 2m8, 3m. Nó ngang khoảng 2m. Thoát thân này hơi cao, mình chơi tàn dù nha. 1m2. Cây trực nha. Một cốt đi lên luôn, gót ngọn luôn. Mấy cái cục thì nó ngọn ngọn luôn. Cái này là tại em chắc keo. À, dạ. Tại hồi lúc ba cái keo xù gì đó mà về cái không biết cái chét vô cái nó lên cục gì nè. Nhưng mà cây này nó ok nha, chứ nó không có bị gì hết. Hồi cái đế. Anh đi một vòng đế nha. Đế cũng khá là đẹp đó mọi người. Mấy cái này là em chét nó lên cục này đẹp lắm rồi. Vậy đây con lót có cây này hình như cái cây khác đúng không? Dạ dạ, cái này cái cây khác nè. Nó cứng. Nhưng mà rễ trong này có hết nha. Ở dưới này vẫn có luôn, nhưng mà tại vì cái cây này cái cây khác rồi. Em thấy nó để vậy nó đẹp đẹp em để luôn. Ở dưới này có một cọng ở dưới này nè. Em tính gỡ ra luôn. Ok, để đâu. Đây có rễ đó đầy đủ rồi. Dạ. Dưới đây có một cọng luôn. Dạ, dưới đây có luôn. Cọng lớn luôn. Mặt này quá đẹp luôn. Cái này mình đo để nở chạc bự luôn. Cũng 2-3 vị trí đi chứ. Vành này vành chuẩn luôn nè cô chú anh chị. Là 52. Vành 52. Xích xuống xíu ha. Xích xuống chỗ nở nè. Chỗ nở. Tới 64 là nè cô chú anh chị. Nở 64. Rồi đấy. Khoảng 220 ạ. Rồi đấy đặt ha. Đang tròn. Cây này đang nằm đất nha. Cây lớn lắm nha cô chú anh chị. Tàn đều tàn do. Cây này ai chốt là em mới bứng em bó lại. Ở thằng một. Cái dàn xương trọng cô chú anh xem ha. Bỏ chi đều hết luôn. Mấy cái nhánh nó ra bự chưa. Này chơi cô chú chị thích tàn dù ha, cái này mua để cho cái chậu cao cao chút cái bàn ở dưới không che mắt cười vừa cân đối. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá là 21 triệu ạ. Bao ship 200 km. Cái số 7. Rồi, mình tiếp qua. Cái số 8. Rồi, qua mã số 8 là cây nguyệt quế nha. Đây có hai quế bự bự. To to. Cây này lớn lắm nha cô chú anh chị. Già cây dữ lắm rồi. Quái. Cái bệ. Cái này như là hai cây nhập lại. Một cây. Một cây. Dạ. Một cây. À đúng rồi. Bên đây một cây. Bên đây nó dọn. Liền nè ha. Đúng rồi. Nó một cây. Dạ. Tại nguyệt quế mình nhìn thấy nó có gân gân nè nè, mình tưởng là nó hai cây. Này là cao là 1m ạ. Hoành cái này không biết đo làm sao đây. Cái này mình đo để tham khảo thôi nha.
tổng luôn ha. Tổng luôn là 108. 108. Em này sống khỏe. Thằng mình đây 73 ha. Thằng đây. Bên đây là 51 ha. Thằng này 51. Nó ra tượng gì sống khỏe. Dạ. Yeah. Người quế thường nó ra từ gì mới chắc ăn. Chứ tháng này bứng cũng ghê lắm, tháng mưa. Ừ, đúng rồi. Nó hay bị hư. Cây này hay bị già cây của chú. Dạ, già cây lắm rồi. Hơi bị già cây, hơi cổ khổ rồi. Nhìn thân nó biết cái dây nè. Mã số 8 này em giao lưu với giá là 12 triệu. Nhìn bên kia thì đúng rồi. Bên kia thì ấy, nhìn lại là cái một cây mà nó ra nhiều thân. Dạ, dạ. Ra. Rồi. Đó, không khỏe ha. Cái số 8. Rồi mã số 9 cũng là mã số cuối cùng luôn nha. Cũng là cây người quế nha. Cái này là dáng cây này nằm đế. Trong cái hũ cục đế nó trồng do luôn, cái nó chọn trong cái hũ này còn cái miễn lưu cũ trồng do đến đây nó mà chải bài ra. Dạ. Nhìn bởi với cây nó ra cũ nè, sắc kẹt kẹo chứ. Cây này cao 1m3. Một cốt mà nó ra... cốt. Cái này cắt lùng lại lùng được nha cô chú anh chị. Cắt lùng lại là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Tại nguyệt quế thì em trường hao vậy để mình cắt ngay tược cũng dễ liền sẹo á. Trường hao vậy. Cốt này đầy đủ luôn. Tới chừng mình chơi cái mình cắt ngay đây. Ngay tược gì nè. Nó mau liền sẹo hơn. Chị Thành nó điều tứ diện. Dạ. Cây này đẹp. Đế cứ cũ trần ủng. Cái xuống đây nó bài ra những cây lực cây luôn. Đó, nó hoành thân trước ha. Là 64. Hoành 64. Củ này cũng đặc cứng luôn nha cô chú anh chị. Là 108. À, 108 cái củ. Đường kính bầu là 76. Cà tược cũng sống khỏe luôn á. Cái này đẹp, cái này dáng đẹp, mình chơi chi cành mà đầy đủ luôn cũng được không? Để nó gõ nét luôn. Cái này chạy bài luôn. Củ hơi to ha. Củ quá trời luôn. Đặt để trong này hết trơn luôn. Củ sổ xuống là khoảng 2 tấc ạ. Con này phải cái mai giữ đúng không? Rồi mã số 9 cũng là mã số cuối cùng nha. Em giao lưu với giá là 10.500.000. 10.500.000. Cây số 9. Cây quế. Quá chặt cái đế. Rồi cuối clip thì cũng chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Mong ủng hộ em để có động lực để kiếm cây phục vụ cho cô chú anh chị clip sau. Và xin cảm ơn. Rồi, chào anh Thức luôn. Rồi, chào cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi, trân trọng kính chào.